Thưa quý vị, còn tại thủ đô Hà Nội thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC, trong 4 ngày vừa qua, ổ dịch tại phường Phú Đô, Nam Từ Liêm đã ghi nhận dưới 30 ca trên một ngày. Trong ngày 15 tháng 11, ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng phòng y tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, phường Phú Đô đang ở đỉnh dịch và sắp tới số ca nhiễm mới có nhiều khả năng sẽ đi ngang và giảm dần. Dự kiến trong từ 7 đến 10 ngày nữa, F0 mới có khả năng hết dần. Tuy nhiên, do F không còn tăng, F1 phát sinh sẽ tăng rất nhiều. Theo phường Phú Đô, các khu cách ly tập trung có thể nhanh quá tải. Địa phương này đề xuất cho thí điểm F1 đủ điều kiện được cách ly tại nhà và nhanh chóng tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi phường Phú Đô đã dừng và hạn chế tất cả hoạt động theo quy định của cấp độ 4. Hiện thì địa phương áp dụng hai biện pháp chính là phong tỏa và xét nghiệm để dập dịch. Theo đó, phong tỏa 3 tổ dân phố với 288 hộ dân, tổng số 1.350 người, xét nghiệm 3 ngày trên một lần. Người dân trong khu phong tỏa đến nay đã được lấy xét nghiệm lần 2. Ban chỉ đạo chống phòng chống dịch bệnh của quận đã quán triệt và phong tỏa, phải đảm bảo quản lý chặt vòng trong. Lực lượng chốt trực khu phong tỏa có 56 người, bao gồm cả dân quân, công an và các phường khác hỗ trợ.